Các bác sĩ khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng vừa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ dương vật biểu cho bệnh nhân bị hệ thống máy sụp khí nuôi tôm cuốn lóc da toàn bộ. Trường hợp này đã giống lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn lao động rất nguy hiểm xảy ra cho người nuôi tôm. Theo đó, bệnh nhân nam 67 tuổi ở Bạc Liêu, trong quá trình sửa chữa hệ thống cánh quạt máy sụp khí cho dung tôm của gia đình, bệnh nhân bất cẩn cho người qua hệ thống thì bị máy cuốn từ giặt áo kéo vào trục máy, gây ra vết thương hở dương vật, chích thương mất da đốt xa ngón 3 4 bàn tay phải lộ xương đa chấn thương. Bệnh nhân được chuyển nhanh chóng đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm và hội chẩn cần thiết, bệnh nhân được ekip phẫu thuật khoa Bỏng tạo hình thẩm mỹ tiến hành rửa sạch vết thương và phẫu thuật thành công khâu che phủ hai tinh hoàn và phẫu thuật tạo hình hai ngón tay 3 4 bàn tay phải bị mất xương đốt xa. Với mục tiêu duy trì độ dài ngón tay hiện có, nhằm giữ chức năng vận động tối đa cho ngón tay bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Các vết thương phục hồi tốt, bệnh nhân ổn định, được theo dõi điều trị và chăm sóc tại khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ.